Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dán phun mặt lưng BBS nhám cho Galaxy S23 Plus. Bước 1. Ươm miếng dán vào phần mặt lưng S23 Plus. Chúng ta sẽ ươm miếng dán bắt đầu từ phần chân sạc đến phần cục camera sau của máy S23 Plus. Bước 2, dán lớp keo dưới phần mặt lưng S23 Plus. Chúng ta sẽ sử dụng miếng gạt chuyên dụng để miết đầy bọt khí và đều lớp keo ở dưới miếng dán nhất có thể. Bước 3, miết đều kéo các góc cạnh phần mặt lưng S23 Plus. Nếu có điều kiện các bạn có thể dùng máy kho nhiệt để miết miếng dán cho đều kéo nhất có thể, còn nếu không thì chúng ta miết bằng tay cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của miếng dán cả. Trong quá trình dán, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.
Thank you.